Hello, xin chào các bạn, mình là Sinh Lê đây. Video lần này thì mình muốn review nhanh một quán cà phê rất là mới. View rất là đẹp và đã làm mình ấn tượng tại Hạ Long trong dịp cận Tết vừa qua. Và mình xin gửi lời cảm ơn đến em Vinh và anh Mạnh đồng hành cùng với mình tại chuyến đi Hạ Long và đã giới thiệu cho mình tới đây. Quán cà phê thì có tên là Zone C và mình thấy mọi người hay gọi là quán Zone C. Quán thì nằm ở khu C đồi Hải Quân, đối diện trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, phường Bãi Cháy, đường rất là dễ đi. Vừa thấy quán là mình đã thấy ngay được sự mộc mạc của kiến trúc gỗ, mọi thứ đều làm từ gỗ. Quán thật sự rất là ấm cúng, nhất là vào buổi tối khi mà không gian quán tràn ngập ánh đèn vàng. Đồ uống thì mình chưa có thời gian và đủ trải nghiệm, tuy nhiên là giá cả thì đều rất là hợp lý. Cách decor và bài trí ở nơi đây rất là lạ, có đôi nét hoài cổ, có một chút gì đó thổ cẩm, nhưng cũng có một chút gì đó mình cảm thấy rất là châu Âu. Cả quán thì trông giống như là một căn biệt thự gỗ nằm giữa núi rừng vậy. Quán khá là rộng, có một đoạn nhà trên cây, và nếu đi sâu vào trong quán thì sẽ có một đường đi xuống cầu thang để đi ra khu vực như là hiên của căn nhà vậy. Ở đó thì có thể ngồi ngoài trời rất là thoáng. Và có một điểm mình rất là ưng ý ở quán, phải nói là view nhìn ra biển và núi non ở đây rất rất là đẹp. Dành cho những bạn thích sống ảo thì quán sẽ là một nơi phù hợp với những cái đoạn như là nhà trên cây và hiên nhà không gian mở với khung cảnh rất là đẹp, thoáng đãng. Hoặc thậm chí có thể ngồi trong nhà nhìn qua cửa kính trông cũng rất là thư giãn và sâu deep. Buổi tối ở đây thì cũng rất là đẹp. Mình có dùng flycam để quay các cảnh từ trên cao nhìn tổng thể quán. Tuy nhiên đã có một tai nạn xảy ra, đó là khi chiếc flycam của mình bay thẳng vào một cái cây và bên dưới lại là vực núi. Và nếu các bạn tò mò thì hãy chờ xem video tiếp theo để xem cách mà mình đã lấy flycam gian nan như thế nào nhé. Ok, và tổng kết lại một chút thì quán Zone C là một nơi rất đáng để trải nghiệm, có thể sống ảo, nhâm nhi đồ uống và thư giãn với view tuyệt đẹp của rừng núi và biển. Mình rất vui vì được những người bạn đã giới thiệu tới đây, nhất là khi quán vừa mới khai trương mới được 2 tuần. Nếu lần tới về Hạ Long, mình nhất định sẽ quay trở lại. Và video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Nhớ subscribe channel của mình để xem mình review khám phá những nơi đẹp và thú vị khác nhé. Cảm ơn các bạn. Oh.